Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đài Bombox đến từ đất nước của Hà Lan. Đây chính là chiếc đài Philips D8714, một trong những cái con đài Bombox có thể nói cực kỳ ngầu, rất là đẹp, rất là gấu. Anh em có thể thấy thì ở phía trước là nó có một cái cửa băng, phía bên trên này nó có hai, tổng cộng của nó đến 4 dải tần. Trên này là FM 108, dưới này là AM, rồi là một số cái tần số sóng ngắn. Cái phía mặt trên này thì anh em có thể thấy đây là cái phần đèn led tia rất là đẹp. Đây để em bật nguồn này, cái này là nút nguồn nó lên này đó. Ở trên này là hệ thống của ba lăng, rồi là bass set, rồi là volume nằm ở đây, mono CT rồi super CT nằm ở trên này. Chỗ này là một số cái tính năng giống như là để thâu băng hay là gì đấy. Anh em có thể thấy cái form dáng làm rất là đẹp, hai tay làm ở phía trước bằng lưới bằng nhôm đấy, rất là đẹp. Con này nó là bát phễu nhỉ, nếu mà nhìn vào phía bên sâu bên trong ấy, nó là dạng bát phễu rất là gấu đấy. Phía mặt trước anh em có thể thấy nó thiết kế rất là đẹp. Con này nó những cái phần này nó là nhôm này đấy, bóng rất là đẹp, viền này trên này cũng thế. Nói chung là con này nó rất là gấu, rất là sang trọng, rất là ngầu, âm thanh rất là khỏe. Khi mà chúng ta mở nguồn như thế này rồi thì anh em sẽ chọn tính năng, ví dụ trên này đó là line-in này, line-in với cả cassette, dưới này đó là radio đó. Bây giờ chúng ta sẽ chơi cho băng vô. Bên hông anh em có thể thấy đúng nút của nó rất là đẹp. Người đánh bỏ em quên phút ta yêu lần đầu, trăng nước bạc màu. Người đánh bỏ người như hương khói sau chuyến tàu. Anh biết chăng anh em ngủ nào yên, em thức nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay. Người phụ đời em chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Đêm trà chanh con đường xanh những màu sắc ôi thật lung linh. Tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.